Sập bẫy chiêu trò lừa đảo, các nạn nhân mất cả 100 tỷ đồng. Lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận, thụ lý hàng chục vụ lừa đảo với thiệt hại của người dân lên tới gần 100 tỷ đồng. Lời tòa soạn, cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trên mạng, nhưng thực tế vẫn có nhiều người sập bẫy. Phản ánh những câu chuyện cụ thể từ chính các nạn nhân, một lần nữa cảnh báo chi tiết các dạng lừa đảo để mọi người xung quanh phòng tránh. Nhiều nạn nhân sập bẫy từ 100 triệu đến hàng tỷ đồng. Chị T, ngụ xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, tường trình tại cơ quan công an khi tìm việc làm trên mạng thì nhận được thông tin tuyển dụng cộng tác viên quản lý đơn hàng nên để lại số điện thoại. Ngay sau đó có người gọi điện yêu cầu chị cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng. Chị T làm theo rồi được cấp mã cộng tác viên là A245. Khi được gửi link sản phẩm, chị T nhấn vào sản phẩm sau chụp màn hình điện thoại gửi cho tài khoản nhận là nhân viên phụ trách. Chị T tiếp tục chuyển khoản tiền đơn hàng vào số tài khoản công ty kèm theo ghi chú mã cộng tác viên của mình rồi chụp màn hình điện thoại giao dịch gửi cho nhân viên báo lên hệ thống. Sau khoảng 5 phút, hệ thống hoàn lại tiền vốn và trích thêm hoa hồng từ 8 đến 10% mỗi đơn hàng cho chị T. Lần lượt như vậy, chị T mua các sản phẩm từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng đều được chuyển trả lại cả tiền gốc lẫn hoa hồng rất nhanh. Tuy nhiên, đến đơn hàng thứ tư với tổng số tiền là gần 50 triệu đồng, một nhân viên gọi cho chị T nói số tiền chị chuyển khoản thanh toán cộng với tiền hoa hồng lên tới 70 triệu đồng. Do số tiền khá lớn, để lấy được tiền và đảm bảo trong việc mua đơn hàng tiếp theo, chị T phải đặt cọc thêm một khoản 31 triệu đồng. Để lấy lại số tiền đã chuyển trước đó, chị T chuyển tiền bảo đảm theo yêu cầu. Chuyển xong, chị T nhận được cuộc gọi biểu dương và chuyển chị lên làm nhân viên ưu tú. Khi chị T yêu cầu trả lại tiền, một nhân viên khác yêu cầu chị chuyển thêm 30 triệu đồng nữa để được lên nhân viên ưu tú và hoàn trả số tiền chị đã chi ra. Lần này, công ty sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng, chị T cần chuyển 20 triệu đồng. Vì không đủ tiền để chuyển nữa, chị T phải mượn thêm bạn bè để làm nhiệm vụ. Sau lần chuyển 20 triệu, có tin nhắn báo chị đã bị lừa, tổng số tiền chị bị lừa là hơn 100 triệu đồng. Một trường hợp khác là chị H, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, nhận được cuộc gọi của người đàn ông tự xưng là nhân viên bảo hiểm ở thành phố Hồ Chí Minh. Người này bảo chị H vi phạm hợp đồng bảo hiểm, bồi thường gần 30 triệu đồng. Khi chị trả lời mình không hề vay tiền bên bảo hiểm, người này hù dọa nếu không thanh toán số tiền trên sẽ bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an. Tiếp đó, một người đàn ông khác gọi cho chị H, tự xưng là cán bộ công an ở thành phố Hồ Chí Minh, thông báo chị liên quan đến một đường dây ma túy do đối tượng L cầm đầu. Người này yêu cầu chị chuyển hết tiền trong thẻ ATM qua số tài khoản X phục vụ điều tra và xác minh. Do lo sợ, chị H đã chuyển 27,5 triệu đồng vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị H chuyển thêm 200 triệu đồng. Lúc này, chị H nghi ngờ đã bị lừa nên không thực hiện theo yêu cầu, hủy kết bạn Zalo, chặn liên lạc và trình báo công an. Ngoài các trường hợp trên, cơ quan công an đang thụ lý điều tra vụ chị T, sinh năm 1980, ngụ thành phố Thuận An, bị đối tượng giả danh cán bộ tư pháp gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt 13 tỷ đồng. Vụ chị T, sinh năm 1986, ngụ thị xã Bến Cát, bị dẫn dắt đặt cược trên ứng dụng Match 3D và bị chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng. Cảnh báo các chiêu trò lừa đảo, theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05, Công an tỉnh Bình Dương, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận hơn 44 tin báo tố giác tội phạm, chưa kể những tố giác, tin báo do các đơn vị khác tiếp nhận, gây thiệt hại tài sản của người dân trị giá gần 100 tỷ đồng. Qua công tác theo dõi, đấu tranh, phòng PA05, Công an tỉnh Bình Dương nhận thấy một số thủ đoạn mà các đối tượng tội phạm công nghệ cao sử dụng phổ biến như giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, gọi điện cho người dân để thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng gây sức ép, yêu cầu khác nhau như có người dân bị ghi hình phạt nguội, vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, gây tai nạn bỏ chạy, phục vụ điều tra, làm người dân hoang mang, từ đó phải chuyển số tiền lớn vào một tài khoản khác do đối tượng này cung cấp. Ngoài ra còn chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội của bị hại, do đó tạo ra nhiều kịch bản nhắn tin lừa đảo đến danh sách bạn bè của người bị hại, kết bạn qua mạng xã hội và hứa hẹn gửi quà có giá trị, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền nộp thuế hoặc lệ phí hải quan rồi chiếm đoạt. Lừa đảo thông qua các ứng dụng vay tiền, nhân viên ngân hàng, công ty tài chính giả mạo với các thủ đoạn hứa hẹn cho vay với lãi suất thấp, giải ngân nhanh. Tuy nhiên, khi bị hại đồng ý vay thì các đối tượng lấy nhiều lý do khác nhau như sai số tài khoản nhận tiền, bảo hiểm khoản vay để yêu cầu bị hại chuyển tiền. Đáng chú ý, đối tượng tội phạm sử dụng thủ đoạn tuyển cộng tác viên các sàn thương mại điện tử làm nhiệm vụ chuyển tiền, thanh toán các đơn hàng tăng tương tác, doanh số theo đơn hàng bất kỳ mà chúng gửi sau đó chiếm đoạt. Các đối tượng còn lừa đảo thông qua hình thức kinh doanh đa cấp hoặc qua các sàn giao dịch ảo, giả mạo sàn vàng, ngoại tệ, bất động sản. Trong các thủ đoạn nêu trên, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức tuyển cộng tác viên online mang tính phổ biến nhất. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã đánh trúng vào đặc điểm tâm lý của nhiều người là muốn kiếm tiền nhanh chóng, dễ dàng mà chỉ cần sử dụng số điện thoại di động, nhất là đối với những người làm việc theo thời vụ, có nhiều thời gian rảnh rỗi. Lãnh đạo phòng PA05, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hầu hết những vụ người dân tố giác tội phạm công nghệ cao đều đã tổn thất về tài sản, thiệt hại từ vài chục triệu đồng tới hàng tỷ đồng. Do vậy, để không bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, người dân khi sử dụng các dịch vụ trên mạng phải nâng cao tinh thần cảnh giác, nhất là trong việc cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin cá nhân. Người dân phải giữ bí mật, không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở, thông tin về tài khoản ngân hàng, tài khoản các dịch vụ internet cho bất kỳ ai không quen biết. Lãnh đạo PA05, Công an tỉnh Bình Dương khẳng định, cơ quan công an không làm việc với người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Khi cần làm việc, cơ quan công an sẽ gửi giấy mời,
giấy triệu tập hoặc thông qua công an địa phương, cơ quan công an, cơ quan nhà nước cũng không yêu cầu người dân phải chuyển tiền vào tài khoản nhằm bảo lãnh, xác minh, không gửi các lệnh, quyết định, giấy mời, giấy triệu tập qua mạng xã hội. Nhiều cá nhân vỡ mộng, mất hàng trăm triệu đồng, thậm chí là hàng tỷ đồng vì tin vào những lời mời gọi kèm theo cam kết thu lợi lớn từ công việc trên mạng. Dạo một vòng trên các nhóm kiếm tiền online ở Facebook, chúng tôi dễ dàng tiếp cận được tài khoản có tên rất mỹ miều với lời mời làm việc online kiếm tiền. Sau khi tiếp cận, người này giới thiệu việc kiếm tiền tại nhà chỉ cần đầu tư 50-100.000 đồng, có thể kiếm 200-500.000 đồng mỗi ngày nếu không lãi và cam kết hoàn vốn 100%. Đồng ý với lời mời đầu tư, người này gửi một tin nhắn về việc chơi game đặt theo lớn nhỏ, tỷ lệ chiến thắng 70-80% sẽ được các chuyên viên hướng dẫn cách chơi hiệu quả. Nếu bạn làm theo đúng kế hoạch chuyên viên đề ra, đảm bảo sẽ chốt lãi mỗi ngày. Bạn theo chuyên viên mà thua sẽ hoàn vốn 100%, nên yên tâm mà trải nghiệm nhé. Người này đưa ra lời mời chào hấp dẫn. Tiếp đó, tài khoản Liễu Hàm Duyên gửi cho chúng tôi một trang web với tên miền 924vn.com. Tại đây, người dùng đăng ký sơ sài số điện thoại và mật khẩu. Bên dưới là mã giới thiệu của người gửi link. Đăng ký xong, người này hướng dẫn chuyển khoản đến một tài khoản có tên T từ 50-100.000 đồng để làm vốn. Sau khi chuyển khoản 100.000 đồng, tài khoản trên hướng dẫn tiếp cách kiếm tiền bằng việc kêu gọi người khác nộp tiền để nhận hoa hồng. Theo hướng dẫn, khách hàng mới nộp tiền 150.000 đồng, người giới thiệu sẽ được 44.000 đồng. Con số này được nhân lên với hoa hồng ngày càng tăng. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề cập đến việc giao kèo từ đầu, tài khoản này mất hút ngay sau đó.